bạn, mình là mấy cái chuyện đây. Đây 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 đây, các bạn có thấy cái gì không? Là anh Betty John May á, là quay lại với người yêu cũ. Là quay lại với người yêu cũ đó mọi người ơi. Mọi người có biết là điều cấm kỵ khi quen nhau là nhắc tới người yêu cũ không? Mà Betty á, dám cho anh May như vậy rồi thì hôm nay tôi quyết định á là tôi sẽ cho anh Betty một cái cú thật là đau á, là đau luôn nha. Để xem á là phản ứng của Betty như thế nào nè. Ai chưa dám cho anh tôi chơi, hôm nay tôi sẽ trả thù. Hôm nay May sẽ cho anh Betty bằng cách á là May sẽ chơi với trai lạ và bơ anh Betty luôn, để xem phản ứng của anh Betty khi mà thấy là May đi chơi với trai lạ mà anh Betty không quen biết nè, rồi lại còn bơ Betty nữa, không nói chuyện với Betty, không quan tâm Betty thì sẽ như thế nào nha. Đó chính là cái kết cho dám cho anh tôi đó. Và nếu mà một mình nó cho anh thì mình cảm thấy là nó không đủ chân thật mọi người ơi, nên là hôm nay mình đã gửi thêm đồng bọn của mình vô để cho nữa. Và đồng bọn của mình hôm nay đó chính là anh Sun nha mọi người. Hello hello mọi người. Thì á là anh Sun cũng bị anh Betty chèn ép với lại cho rất là nhiều rồi, nên là hôm nay mình rủ anh Sun làm đồng bọn của mình nha. Anh Sun sẵn sàng chưa? Rồi sẵn sàng. Nhưng rồi. Mà có kịch bản gì trước không? Bây giờ là anh sẽ lấy nick phụ của anh vào để cho Betty không biết nè. Xong rồi á là anh sẽ bắt đầu qua nói chuyện kiểu như là thân mật với em, thân thiết với em á, để cho Betty kiểu như ghen tức giận lên nha. Trời ơi, chị này chị không sợ anh Betty anh dỗi à? Nhưng mà lần trước á, anh dám là quay lại với người yêu cũ không cho anh em mà, nên là lần này á là kệ ảnh luôn. Các bạn hãy đoán xem á, nếu mà anh Betty cảm thấy như là bình thường, rất là vui vẻ thì các bạn hãy nhắn like video. Còn nếu mà các bạn thấy á, là anh Betty sẽ tức giận nè, ghen luôn, thậm chí là đòi chia tay luôn thì hãy nhắn đăng ký kênh nha. Ok, bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Ok, bây giờ là anh Sun đã đổi nick thành công rồi nha mọi người ơi. Nhìn thì cũng như đấy tên người yêu của Mew nè, thì chắc chắn là Betty sẽ kiểu như là rất là tức giận đây. Để xem là phản ứng của Betty như thế nào nha. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt đầu gọi điện cho anh Betty nha mọi người. Ok, anh Betty ơi. Sao đó Mèo? Anh đang làm gì đó? Anh đang ký tượng cho mấy bạn trong nhà anh nè. Ủa vậy là anh đang trong game đúng không? Dạ đúng rồi, mà có gì không á? Anh qua đây đi, em có cái này cho anh nè. Chờ anh xí nha. Liên ơi. Mình đã kêu gọi anh Betty qua thành công rồi mọi người ơi. Để xem một chút nữa là anh Betty tới số với mình. Ôi trời ơi. À anh Betty qua rồi mọi người ơi. Bây giờ là mình sẽ chat với anh Betty nha, chứ không vô deep nha. Chào anh Betty. Kêu anh có gì không hả? Rồi mình sẽ nói là kêu ảnh qua đây chơi nha mọi người. Rồi mình sẽ nói là đây là bạn của mình nha. Bạn em nè. Bạn gì mà tên người yêu cũng Mew nè. Chào đi anh Xuân. Chào thấy chưa. Rồi đó. Gì vậy tự nhiên cầm cái súng chĩa vô người ta là sao vậy? Ê ổng ngủ quá à kìa. Sao anh chĩa súng vô bạn em? Bạn em là ai vậy? Là sao anh không biết? Bạn mới của em á. Ủa. Tức giận đi. Chào bạn Betty nha. Đúng rồi, nói nhiều lên anh Xuân. Em có vô team với anh rồi mà. Cần bạn nữa hả? Đây là bạn thân của em. Thân hơn anh nữa. Rồi con gái hả? Con trai mà. Là sao? Rồi. Cao chào rồi nè. Mà sao bạn đó tên người yêu Mew? Thôi xong rồi. Không biết nữa, chắc đất chưa vui. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy Betty? Đừng có manh động ở đây nha. Ê, anh làm gì bạn em vậy? Vậy thôi, hai đứa chơi vui vẻ nhé. Dạ. Bạn ăn cơm chưa? Mình thấy là anh Betty vẫn còn ở đó mọi người ơi. Nên là mình giữ xe trong nhà. Anh Betty thế nào cũng không hết à. Mình ăn rồi. Đó. Mọi người thấy Betty đang đứng ở cái cây không hết không? Bạn lạnh không? Ôm mình cho ấm nè. Đó mọi người. Bắt đầu chạy lại rồi nè. Đó, chí với bạn chưa? Nhưng mà chưa đâu. Ủa gì hả tim tôi nữa vậy? Là cho biết là anh vẫn còn ở đó. Đi uống trà sữa với mình đi. Ôi. Ủa trời ơi. Mày không hớt được tao con trai. Trời ơi ảnh tê leo mọi người ơi. Ủa gì vậy? Ủa là sao? Trà sữa là sao? Ủa là sao? Đâu ai biết đâu. Bây giờ em không đi chơi với anh mà đi chơi với ai kia? Sao kỳ vậy? Bạn bè đi chơi thôi mẹ. Đúng. Đúng rồi. Anh thì đâu có bằng bạn của em đâu. Anh không bằng bạn của em hiểu chưa? Không bằng về cái gì hả? Về đi thúi hơn tôi cái gì vậy? Người ta đẹp trai hơn anh, còn giàu hơn anh nữa. Còn anh thì sao? Được thôi, trời ơi tội nghiệp vậy. Anh đi ra đây. Ôi, Betty bấm điện thoại rồi. Betty làm gì vậy? Khóc hả? Liêu. Tiểu sử. Ủa gì vậy? Tiểu sử gì đây? Betty buồn rồi kìa mọi người ơi. Em có bạn của em mà. Ra chỗ khác chơi đi. Vậy thôi anh hiểu rồi. Trời ơi tội nghiệp quá à. Sao vậy? Đừng có buồn nha. Anh buồn là em vui á. Nói giỡn thôi. Nào chơi xong qua anh nha. Không qua luôn. Anh chờ hả? Không qua luôn. Trời khóc luôn rồi kìa mọi người.
Nghèo mà còn thích rủ meo đi chơi hả? Trời ơi. Ôi trời ơi. Tội nghiệp, sao nói nặng bé đi vậy? Trời ơi, bé đi khóc kìa. Thôi em ở nhà bạn em rồi. Đi đi, meo đi với tôi rồi. À, em ở nhà bạn em rồi. Ở nhà chung. À, thôi tan rồi. Đúng, tụi tôi ở chung á thì sao? Anh cầm búa đập ai vậy? Thăm dò hả? Là sao? Rồi bây giờ là mình sẽ đẩy lên cao trào luôn nha mọi người. Ở riêng với nhau hả? Thật ra tụi tôi yêu nhau á. Đúng rồi, anh đi ra đây. Mọi người ơi, mình thấy Benny im lặng khá lâu á. Benny sẽ làm gì đây? Tự nhiên mình thấy cũng hơi sợ sợ ha. Nên mọi người ơi, mình thấy là Benny đang gọi mình trên Messenger kìa, để mình nghe thử nha. Hello. Là sao vậy? Là sao? Thật em ra... mới nói cái gì á? Thì thật ra đây là người yêu mới của em. Ủa rồi. Là sao? Ý em nói là bây giờ em có người yêu mới rồi hả? Đúng vậy. Còn anh bây giờ chỉ là đồ thừa thôi. Là em quen nó bao lâu rồi? Quen cũng được 2 tháng rồi. 2 tháng? Đúng. Ủa rồi ôi. Vậy là lúc gần Tết hả? Đúng. Mà sao anh không biết? Sao mà anh biết được? Người ta đẹp hơn anh nè. Đúng rồi đó. Đi đi, tránh xa người yêu tôi ra. Người ta đẹp hơn anh, lại còn giàu hơn anh nữa. Thì có cái gì đâu mà tôi không yêu? Ủa rồi ôi. Nè nè nha. Ê, mình quen nhau nha, mà lúc đó là anh cũng không có giàu gì nha. Lúc đó quen nhau là không có một cái gì hết. Mà lúc đó em đâu có nói, anh đâu có trên nghèo đâu. Tự nhiên bây giờ em trên nghèo là sao? Nhưng mà bây giờ em gặp được người giàu hơn anh thì là anh nghèo rồi, đúng không? Rồi ok, nếu em nói vậy vậy. Thôi, nhưng mà em có thể quen cả hai mà, đừng có lo. Thôi, tôi không có cái kiểu đó được ha. Tôi không có cái thuộc cái dạng đó. 7 tháng, ok. Coi như ok, thì bây giờ trước mắt là trong bao tim thì chúng ta vẫn là bạn bè đồng nghiệp bình thường nha. Nhưng mà bây giờ còn là giữa em với anh sẽ không còn cái gì nữa. Ok. Ôi. Tại sao? Thôi chia tay đi. Xin vĩnh biệt cô. Sao anh lại nói chia tay với em? Rồi vô chia tay giùm cái đi. Coi như là từ đây chúng ta gọi là không có gì với nhau nữa nha. Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nha, vậy nha. Ok, đừng ai nói đi. Rồi mọi người ơi, bây giờ là mình sẽ bấm chia tay nha. Nói chứ đây chỉ là cho anh thôi, tại sao mà mình chia tay được đúng không? Nhưng mà mình vẫn sẽ đi xin lỗi anh Benny thôi. Thật ra là mình đã cho anh hơi ác rồi. Nói thế chịu rồi chứ biết sao giờ. Rồi bây giờ thì mình sẽ qua xin lỗi anh Benny nha. Đi đi anh Sun. Anh Benny, anh đi đâu vậy? Benny ơi, anh nhảy cầu mọi người ơi. Ủa đi đâu rồi? Anh Benny, đợi em với. Em đi đi. Sao kìa mọi người? Anh vô đít ơi, nghe em nói đã. Không rảnh hả? Vô đít y cho cái này nè. Thằng kia mày cút. Tội nghiệp anh Xuân đó mọi người ơi. Tao không nói chuyện với mày. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Ghê vậy, hổ báo rồi kìa. Bắt đầu giang hồ rồi kìa. Bây giờ thì mình sẽ gọi anh Mê đi nha mọi người. Anh Mê đi ơi. Cái gì nữa? Thật ra là nãy giờ em cho anh á. Là sao? Anh nhìn người này anh không thấy quen hả? Ý em là sao? Anh nhìn người này anh không thấy quen hả? Không có quen. Thì tất nhiên anh không quen là đúng rồi, tại vì đây là nick phụ của anh Xuân mà. Là sao nữa? Anh Xuân nói chuyện đi. Leo. Ủa gì? Là sao với Xuân? Ai biết trời, tôi tự nhiên tôi đang đi ngủ, bà mèo bà kêu tôi vô trốn gì anh này, tôi mới đi theo đó. Ý em dám chôn anh vậy luôn hả? Hãy chưa hồi hỏi mà anh chôn quay lại với người yêu cũ trước mặt tôi thì hôm nay tôi chôn lại thôi. Nè nghe, lần sau không có chôn kiểu đó nha, chôn kiểu đó là chia tay thiệt đó. Chia tay không? Dám nói chia tay thì một lần nữa đi, chia tay thiệt luôn. Bây giờ nè nha, nay mà có cái kiểu thôi dám chôn anh cái kiểu đó luôn. Rồi nha, từ bây giờ là nhịn trà sữa, không có một cái gì thôi nữa mà, đừng có mơ mà tôi mua trà sữa cho nữa. Năn nỉ mẹ, năn nỉ mẹ. Thôi dẹp, không có năn nỉ gì hết. Dẹp. Ok, vậy là mình đã cho anh Benny thành công rồi mọi người. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ha. Và các bạn muốn mail cho anh Benny cái gì nữa thì các bạn nhớ comment bên dưới cho mail biết nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Và nếu mà các bạn thích video của mình thì các bạn hãy cho mình một like và đăng ký ủng hộ mình nhé. Và đừng quên đặt thông báo khi mình ra video mới thì nó sẽ không có cho các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.